đến một bộ bài có tên là Smasher. Nên là một bộ bài mới của một cái hãng tên là Midirection Mystery. Chất liệu giấy rất là khác biệt. Ok, bạn xuống xem kỹ nha. Thứ nhất là cái nói về cái con tem này, nó thiết kế cái lỗ khoét rất là nhỏ, cảm giác rất là khó lấy, và cái miếng để mà nhét vô trong đây thì rất là nhỏ, cảm giác nó hơi chật chội xíu. Nhưng mà điều đó không đáng nói là chút lượng bài ha. Là nhìn sơ một cái hộp nha, nó có vẻ dày hơn những cái hộp khác. Watcher đây là cái tên hãng của nó, và những cái này là cái lỗ nhỏ để có thể làm cho hiệu ứng rất là hay. Và xin chung cái gì này có thể xem trong cái trailer của nó. Và sau đây là một bài, cái này có cái lỗ khoét rất là nhỏ, nó có lấy ra nó không thoải mái như một bài siêu to. Thì cảm nhận đầu tiên về cô xin bộ bài này nè, thứ nhất cái độ láng của nó, cái độ láng của nó giống như là bài Trung Quốc, thật sự là giống như là Trung Quốc, nhưng mà nó rất là nặng và cảm giác rất là đầm và đã, nó là đã giống như là bộ bài của Dan and Dev. Đây đây rất là, nó rất là smooth, cực kỳ smooth luôn, cứ như là có bột. Thì xét về 4 lá tặng thì thứ nhất là nó có tặng 2 lá sugar ha. Một lá sugar có con gáp đó là Jack of Diamond. Sugar có vẻ không được đẹp cho lắm. Nhìn giấy nó là giấy láng. Nó là giấy láng giống như một bộ bài. Rồi, okay. Tiếp theo nó sẽ tặng một lá double back. Tặng tiếp một lá 8. Có đặc biệt như nó mờ mờ. Tặng tiếp một lá King of Rylon, King of Spade với đè lên là lá Four of Hearts ha. Và ngoài ra nó còn tặng tiếp nữa ba lá. Tiếp tục cô sẽ nói lại về những cái lá mà gáp nó sẽ tặng theo. Đây là thứ nhất là ba lá gáp nó ở trong hộp. Con này ha, con già với con 4. Con 8 bị hơi bị mờ ha. Double back, 2 lá sugar, có một lá gáp nhỏ ở đây. Tiếp theo nó tặng thêm ngoài hộp một lá 2, có lá King of Hearts ở đây ha. Và một lá blank, một lá này. Thôi là chúng ta bam như vậy sau đó rồi lên cái nó hiện ra nó là như thế. Thì láp lăng ở đây Goshi thấy sử dụng hiệu rất là hiệu quả, bởi vì bộ bài rất là trơn. Thì là fan tiền fan được gì. Thì xét về bộ bài thì đây các bạn coi đây, nó có hiệu ứng xoay khi thế này ha. Thì cái nút nó thì thiết kế nhỏ hơn những cái bộ bài khác. Chúng ta camera đây, chúng ta xuống luôn các bạn. Cái nút nhỏ từ ha. Những con tay nó sẽ thiết kế khác, một bài khác nữa, thiết kế hầu như là mới hoàn toàn. Nhưng lúc này nhỏ quá cảm giác mình khó chịu thật sự là vậy. Nhưng mà tôi suy nghĩ chính vì vậy nên nó tạo một cái khoảng trống giữa các lá bài mà có thể phân trắng được, mới là bài trắng được. Cầm một bài này gì chỉ có muốn fan thôi, chỉ không có muốn gì hết. Thì xét về góc của một bài thì nó cũng không có bị mẻ nhiều lắm, baro hay là gì đó. Và chất lượng giấy nó thì bắt đầu cầm lên cảm thấy rất là thất vọng, vì giấy nó giống như là bài của Trung Quốc, nhưng mà khi mà cầm vô rồi cảm giác rất thích, phải nói rất thích. Vì nó có vẻ smooth lắm. Nhìn đến con già thì có vẻ hơi cũ cũ và có vẻ rất là đau buồn, vẻ khổ quá. VC nhận xét này là bộ bài rất là đáng mà mua, nhưng mà các bạn nên xem xét lại giá cả của nó, vì giá cả nó rất là mắc so với những bộ bài khác. Và đặc biệt bộ bài nó đáng mua là ở như thế nào, bởi vì nó tặng rất là nhiều lá gáp. 1, 2, 3, hai lá sugar không tính đi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lá gáp. Thì có thể nói là bộ bài gáp một phần là cái gáp luôn đấy. Đây toàn bộ về bộ bài này, lấy điểm thiết kế là những cái con mát để siêu dọc theo mọi bộ bài. Cái
cái bác thì cũng không có gì để nói. Chị cảm thấy cái bác nó khá là giống bộ bài test qua của Harry Eleven ha. Giống như trong máy móc gì đó. Fan này cũng có tạo một kiểu nhỏ cái vòng cung nhỏ cái dài lên fan để khi mà pha rồi vô thì nó vô cũng khá là khó, nó không vô nhanh như cái bộ bài này. Nhưng mà phần review thì hôm nay xin kết thúc.